Chính chủ cần bán nhà xây mới 4 tầng, có hướng chính là hướng Đông Nam và diện tích là 35 m², nằm tại phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đây, nhà được chúng tôi xây mới 4 tầng, đá tách, sổ đỏ chính chủ. Khi mà mọi người mua nhà là sẽ được hỗ trợ toàn bộ là chi phí sang tên sổ đỏ, hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 80% giá trị của ngôi nhà. Ở đây là chúng ta đang đứng ở phía trước của ngôi nhà đây. Mọi người có thể thấy là phía ngõ ở trước nhà là ngõ rất là rộng, ngõ rộng hơn 3 mét. Đấy. Ở trong khu vực dân cư rất là đông đúc, rất là sầm uất, đầy đủ tất cả các tiện nghi là siêu thị, bệnh viện, trường học, rồi chợ búa. Đây là phía trước của ngôi nhà đây, toàn bộ mặt tiền này được chúng tôi là sử dụng là gạch đá granite để ốp. Cửa chính là sử dụng là cửa 2 lớp, ở phía bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện, và ở phía bên trong đây, đây chính là cửa gỗ. Đấy, cảm giác vào trong ngôi nhà rất là rộng, rất là ấm cúng. Sau đây là tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía bên trong ngôi nhà để cho mọi người có thể biết. Đấy, hiện tại là chúng ta đang đứng ở phía bên trong tầng 1 của ngôi nhà. Mọi người có thể thấy là với lại diện tích 35 m² thì được chúng tôi thiết kế rất là hợp lý. Ở tầng 1 là sẽ bao gồm là 2 phòng, ở phía bên ngoài đây là phòng khách, và ở phía bên trong kia đó chính là khu vực bếp và nhà vệ sinh. Thì toàn bộ hệ thống gạch đất nền chúng tôi là sử dụng là gạch granite 60-60, hệ thống trần là sử dụng là trần thạch cao cùng với đèn led. Toàn bộ hệ thống sơn tường, hệ thống tay vịn, lan can, cầu thang, hệ thống vách là đều đã được hoàn thiện 100%. Đấy, sau đây là tôi mời mọi người tham quan ở phía bên trong khu vực bếp. Đây, mọi người có thể thấy là toàn bộ cái khu vực tường bếp này đều được chúng tôi ốp để cho nó tăng cái độ sạch sẽ của ngôi nhà lên. Đấy, đây là cái khu vực bếp của chúng ta. Toàn bộ hệ thống tủ bếp là sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Mặt bếp được ốp bằng kính cường lực cao cấp. Đây, hệ thống vòi và chậu rửa là sử dụng là vòi nhập khẩu Hàn Quốc. Mọi người có thể là nhìn từ trong góc này và chúng ta là có thể là nhìn ra toàn bộ của ngôi nhà đây. Đấy, ngôi nhà rất là rộng, rất là thoáng, đầy đủ ánh sáng và không khí. Và đây là cái khu vực nhà vệ sinh của chúng ta. Có cửa nhà vệ sinh là sử dụng là bằng cửa nhôm hệ cao cấp, và ở phía bên trong nhà vệ sinh là sẽ có bồn cầu và cái hệ thống máy bơm nước, dùng bơm nước để sinh hoạt cho cả ngôi nhà. Và đây là cái phía khu vực để cầu thang để đi lên trên tầng 2. Mọi người có thể thấy là toàn bộ hệ thống tay vịn là được sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc và cổ bậc cầu thang là đều được sử dụng là bằng đá granite. Ở phía bên trên tầng 2 của chúng tôi là sẽ được thiết kế là theo thiết kế lửng, là chúng ta sẽ có một cái khu vực ở đây là phòng khách và phòng sinh hoạt chung của toàn bộ ngôi nhà. Đấy, thiết kế rất là rộng, trần thạch cao cùng với đèn led, hệ thống sàn là sử dụng là sàn gỗ. Đây là cái hệ thống lan can bằng kính cường lực. Đấy, diện tích rất là rộng, rất là thoáng. Và ở phía bên ngoài đây, đây chính là cái khu vực phòng ngủ. Cái hệ thống cửa thông phòng là sử dụng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi. Ở đây là khu vực phòng ngủ của chúng ta. Thiết kế rất là rộng, rất là đẹp, sử dụng là trần thạch cao. Và đây là có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Mọi người có thể thấy là ở phía trước ngôi nhà là rất là nhiều cây xanh. Đấy, không khí rất là trong lành. Hệ thống sàn là được chúng tôi là sử dụng là sàn gỗ. Đấy. Tầng 2 thì sẽ có một nhà vệ sinh. Đấy, nhà vệ sinh là đã có đầy đủ hết, là toàn bộ là bồn cầu này, lavabo, sen vòi, thiết bị vệ sinh, để có đèn led để lấy ánh sáng và có cả khóa hút mùi. Cửa nhà vệ sinh là sử dụng là cửa bằng nhôm kính, cửa nhôm hệ cao cấp. Sau đây là tôi mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 3 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 3 thì là sẽ bao gồm là 2 phòng, một phòng ngủ bên ngoài, một phòng ngủ ở phía bên trong, và một nhà vệ sinh. Đây là phòng ngủ ở phía bên trong. Đấy, mọi người có thể thấy là nhà vệ sinh ở cái phòng ngủ phía bên trong này đây. Đấy, rất là rộng, rất là thoáng. Cửa thông phòng là sử dụng là bằng cửa gỗ thịt, gỗ lim Nam Phi, và có thêm cửa sổ để lấy ánh sáng và không khí mở ra ngoài phía cầu thang. Và đây là ở phía bên phòng ngủ bên ngoài. Đấy. Thiết kế cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí rất là thoáng. Diện tích phòng ngủ nó sẽ rơi vào khoảng tầm 18 m², cho nên là chúng ta là có thể là kê giường này, kê tủ và kê bàn làm việc rất là hợp lý. Cửa thông phòng là sử dụng là bằng cửa gỗ New Nam Phi đây, cửa gỗ thịt đây. Nhà vệ sinh thì có thiết kế tương tự như ở tầng 2. Đây, chúng tôi đã lắp đặt hoàn thiện đầy đủ hết. Mọi người có nhu cầu thì là có thể là chuyển đồ về ở luôn. Đây có cả đầy đủ hết bình nóng lạnh rồi mọi người nhé. Đấy. Sau đây là tôi mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 4. Tầng 4 thì sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng thờ và một sân phơi. Đấy, khu vực phòng thờ đây chúng tôi cũng đã lắp hoàn thiện hết đầy đủ là cửa thông phòng với lại cửa sổ ra phía ô thoáng ở ngoài này rồi. Đấy. Mọi người có thể nhìn kỹ lại cái toàn bộ cái diện tích của phòng thờ. Đó, thiết kế rất là rộng, rất là hợp lý. Đây là cái khu vực là dùng để lắp đặt là máy giặt và giặt đồ. Chúng tôi cũng đã bố trí toàn bộ là hệ thống điện này, hệ thống vòi nước chờ, hệ thống thoát nước đầy đủ hết cho mọi người. Ở phía bên ngoài đây, đây là cái khu vực phơi đồ của chúng ta. Đây chúng ta là cũng có đầy đủ hết là cái cửa nhôm kính mở ra bên ngoài đây. Toàn bộ trần này đều đã đổ kín hết và đã có chuồng cọp đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Đấy, gạch lát là bằng gạch lát sân vườn, gạch giả đá, granite. Cửa mở ra bên ngoài đây là cửa nhôm kính. Đấy, ở xung quanh ngôi nhà thì là cái khu vực rất là đông dân cư. Mọi người có thể thấy đây là toàn bộ đều là nhà cao tầng. Đấy, khu dân cư văn hóa ở rất là đông, rất là thuận tiện. Ở ngay gần với lại Smart City, gần trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, gần chợ, gần Ủy ban Nhân dân. Như tôi vừa giới thiệu cho tất cả mọi người là ngôi nhà có diện tích là 35 m², được thiết kế 4 tầng, sổ đỏ chính chủ, đang được chúng tôi chào bán với giá là 2 tỷ 250 triệu. Nhà nằm tại là phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Mọi người có nhu cầu xem nhà hoặc là tư vấn thêm thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay và có nhiều thông tin bổ ích thì nhớ ấn like video và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều nhà và các bất động sản khác cần bán của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của chúng tôi.